Xin được hân hoan chào đón toàn thể quý vị đại biểu, các vị khách quý, quý doanh nghiệp và quý khán giả đang theo dõi chương trình truyền thông khảo sát hàng thật thương hiệu chính hãng năm 2015.
Chương trình đang được diễn ra tại nhà hát Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Thay mặt ban tổ chức, anh Quân và Thanh Phương xin gửi tới quý vị và các bạn lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, hiện nay nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội. Hệ lụy tiêu cực mà nó gây ra không nhỏ, như ảnh hưởng đến sức khỏe tài chính của người tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đến tính minh bạch của thị trường hàng hóa, làm giảm uy tín của các nhà sản xuất chân chính. Thưa quý vị, qua một số khảo sát trong chương trình, hiện nay hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đã có mặt ở rất nhiều những phân khúc của thị trường, từ các tiệm tạp hóa trên các phiên chợ vùng sâu, vùng xa, đến hè phố, các đô thị, thậm chí len lỏi, trà trộn vào cả những siêu thị cao cấp ở những đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh nhằm thử thách mức độ sành sỏi của người tiêu dùng. Trước thực trạng đó, chương trình khảo sát và truyền thông hàng thật thương hiệu chính hãng năm 2015 được tổ chức hàng năm nhằm mục đích hỗ trợ tư vấn các doanh nghiệp nâng cao độ tin cậy với người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm cũng như các biện pháp bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp trước những khó khăn hiện nay sẽ góp phần tăng tính cạnh tranh, tạo uy tín, xây dựng môi trường minh bạch và có trách nhiệm với người tiêu dùng, hạn chế hàng giả, hàng kém chất lượng. Đến tham dự chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi vô cùng vui mừng được đón tiếp sự tham dự và động viên của các vị lãnh đạo. Ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị quan khách quý. Xin được trân trọng chào đón ông Hà Ngọc Anh, Phó trưởng ban dân vận Trung ương. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, Hàm vụ phó Văn phòng Chính phủ. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đỗ Hữu Quang, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Thạc sĩ Lê Ngọc Trung, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Bộ Công Thương. Trân trọng giới thiệu ông Lương Hoàng Hưng, Phó Chủ tịch Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam. Thưa quý vị, đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất vui mừng khi được chào đón sự hiện diện của các doanh nghiệp trên cả nước đã nhiệt tình hưởng ứng và tham gia chương trình khảo sát đánh giá cam kết hàng thật thương hiệu chính hãng năm 2015. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, Hàm vụ phó Văn phòng Chính phủ lên phát biểu khai mạc chương trình. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó trưởng ban dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính thưa ông Lê Hoàng Hưng, Phó Tổng Thư ký Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. Thưa các đồng chí đại diện cho các bộ ngành của Trung ương và địa phương. Kính thưa các quý vị doanh nhân doanh nghiệp, thưa toàn thể khán thính giả đang xem truyền hình. Trước hết, cho phép tôi được gửi tới toàn thể quý vị lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất. Được sự ủy nhiệm của Ban chỉ đạo chương trình, tôi hoan nghênh sáng kiến của Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam đã phối hợp cùng Viện Sở hữu Trí tuệ và VNPACO tổ chức chương trình khảo sát và truyền thông hàng thật thương hiệu chính hãng năm 2015. Thưa các quý vị, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã có nhiều giải pháp chỉ đạo điều hành nhằm động viên các doanh nghiệp làm ăn chân chính và hạn chế các doanh nghiệp vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng là một trong những vấn đề nhức nhối trong xã hội. Hệ lụy tiêu cực mà nó mang lại cho xã hội là không nhỏ, như ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng,
làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng, cũng như hạn chế tính minh bạch của thị trường hàng hóa, giảm uy tín của các nhà sản xuất chân chính. Trước tình hình đó, chương trình khảo sát và truyền thông hàng thật, thương hiệu chính hãng năm 2015 được tổ chức nhằm mục đích hỗ trợ, tư vấn các doanh nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn và tạo cái niềm tin đối với người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm cũng như các biện pháp bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp trước những khó khăn của thực tiễn và góp phần tăng tính cạnh tranh, tạo uy tín, xây dựng môi trường minh bạch và có trách nhiệm với người tiêu dùng, hạn chế hàng giả, hàng kém chất lượng và cũng giúp cho cơ quan quản lý nhà nước có thêm một cái kênh thông tin trong thực thi công vụ của mình. Thưa các quý vị, trong 4 tháng tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp trên cả nước, ban tổ chức chương trình nhận thấy trong thời gian vừa qua, doanh nghiệp đã chú trọng hơn đến việc bảo vệ thương hiệu của chính mình khi đưa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường, như việc đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm. Đồng thời, doanh nghiệp cũng tích cực phối hợp cùng các cơ quan quản lý nhà nước trong việc phát hiện những vi phạm và phát hiện những hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng để từ đó có biện pháp bảo vệ những doanh nghiệp làm ăn chân chính, đúng pháp luật và hạn chế và xử lý nghiêm túc những doanh nghiệp vi phạm pháp luật. Qua chương trình khảo sát, chúng tôi hy vọng các doanh nghiệp sẽ quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm và đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ cũng như quy trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và thể hiện tính trách nhiệm của mình trước xã hội, trước người tiêu dùng. Trên tinh thần đó, tôi xin chúc các quý vị lãnh đạo, các quý vị doanh nhân, các khán thính giả sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường. Kính thưa quý vị, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng có những biểu hiện dễ thấy như đa dạng về mẫu mã, linh động về giá cả và đặc biệt nguy hiểm hơn là còn phong phú cả về chủng loại. Sự nguy hiểm thể hiện ở chỗ, bên cạnh việc gây thiệt hại về kinh tế, nó còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng như các loại thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc chữa bệnh giả, kém chất lượng là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh tật cho người tiêu dùng. Phóng sự sau đây của chúng tôi sẽ phần nào nói lên thực trạng này. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, các sản phẩm chính hãng luôn đối diện với nhiều hành vi cạnh tranh không lành mạnh như hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Để có thể đẩy lùi tình trạng này, cần đến sự đấu tranh của các doanh nghiệp và sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để giúp các doanh nghiệp đòi lại công bằng và bảo vệ lợi ích cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, nhiều năm nay, thương hiệu lớn uy tín đã đành sống chung với lũ vì tâm lý ngại đấu tranh, kiện tụng. Các doanh nghiệp chúng ta có cái quyền là tự bảo vệ mình, tự bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp và chính đáng được pháp luật sở trí tuệ quy định. Chúng ta có thể dùng những cái biện pháp công nghệ cao, chúng ta có thể dùng tem chống hàng giả, chúng ta có thể dùng những cái hệ thống ví dụ như tin nhắn để cho người tiêu dùng nhắn tin và biết được rằng đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Chúng ta cũng có thể thay đổi mẫu mã, kiểu dáng, bao bì đẹp hơn, mới hơn, độc đáo hơn để gì ạ? Để chính những cái doanh nghiệp mà họ cạnh tranh không lành mạnh, họ làm giả, họ không theo kịp. Để giúp các doanh nghiệp Việt xây dựng phát triển sản phẩm có thương hiệu uy tín, nguồn gốc rõ ràng, Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam phối hợp với Viện Sở hữu trí tuệ quốc tế và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình truyền thông và khảo sát Hàng thật, thương hiệu chính hãng 2015. Đây là khảo sát rất có ý nghĩa cho sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ, có bảo hành uy tín mà các doanh nghiệp Việt nỗ lực suốt thời gian qua. Qua 5 tháng triển khai thì ban tổ chức nhận được khoảng 2.000 hồ sơ của các doanh nghiệp gửi tới đề nghị khảo sát. Trong quá trình khảo sát thì chúng tôi
định hướng và tư vấn cho các doanh nghiệp làm sao để thương hiệu mình nổi bật, làm sao để mình có thể là bảo vệ được cái thương hiệu thông qua cái sự liên kết với các cái tổ chức hiệp hội, các cái cơ quan bảo vệ pháp luật cũng như là các cái doanh nghiệp cùng ngành, để từ đó hạn chế được cái nạn làm hàng giả cũng như là khẳng định cái thương hiệu mình trên thị trường một cách mạnh mẽ. Ngay từ những năm đầu thành lập, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất cà phê Hoàng Trung luôn chú trọng tới việc xây dựng thương hiệu như đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng hóa, biểu tượng kinh doanh của công ty, đăng ký mã số, mã vạch, sử dụng tem chống hàng giả, luôn chủ động hợp tác với các cơ quan chức năng cũng như các phương tiện truyền thông để chống hàng giả. Đồng thời, công ty cũng đăng ký làm hội viên của Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam. Thì việc công ty cà phê Hoàng Trung tham gia vào chương trình Hàng Thật Thương hiệu Chính hãng 2015 thì giúp chúng tôi cũng như các đơn vị khác có thể chân chính xây dựng uy tín vững mạnh và hạn chế cái vấn nạn hàng giả, hàng nhái. Đồng thời thì việc nhận được chứng nhận cũng là cách khích lệ người tiêu dùng tham gia mạnh mẽ hơn nữa cái phong trào của người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Cũng như công ty Hoàng Trung, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất xây dựng dịch vụ Thiên Tân luôn đặt vấn đề bảo vệ thương hiệu lên hàng đầu. Trong hơn 10 năm hoạt động, Thiên Tân luôn chú trọng đến việc lựa chọn nguyên vật liệu của những nhà cung cấp uy tín. Với việc kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào, thường xuyên đổi mới mẫu mã, mỗi sản phẩm của công ty Thiên Tân luôn làm khách hàng yên tâm và tin dùng. Chúng tôi nhận thấy đây là một chương trình thiết thực và có ý nghĩa kích hoạt thương hiệu các doanh nghiệp có uy tín, có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp tích cực cho cộng đồng, được xã hội và người tiêu dùng tin cậy. Ngoài ra, chương trình còn hướng các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu Việt, hàng Việt uy tín nhằm cung cấp cho người tiêu dùng nhiều hơn nữa các sản phẩm dịch vụ Việt Nam có chất lượng cao được xã hội tín nhiệm. Ngoài việc tự bảo vệ mình trước vấn nạn hàng giả, hàng nhái bằng cách đăng ký sở hữu trí tuệ để bảo hộ thương hiệu cho doanh nghiệp, thì sự chung tay hỗ trợ về mặt pháp lý của ban ngành các cấp là điều hết sức cần thiết. Chương trình truyền thông và khảo sát Hàng Thật Thương hiệu Chính hãng 2015 cũng là cơ hội để các doanh nghiệp khẳng định chất lượng và quảng bá cho người tiêu dùng hiểu đúng về sản phẩm nhằm giúp quá trình nhận diện thương hiệu được hiệu quả hơn. Thông qua đó, chương trình cũng khích lệ người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng tác động tiêu cực đầu tiên của hành vi làm hàng giả, hàng nhái là làm mất uy tín của những doanh nghiệp có sản phẩm bị làm giả, khiến người tiêu dùng hiểu lầm và dẫn đến việc quay lưng lại với sản phẩm. Mặt khác, vì có lợi thế về giá cả mà hàng giả, hàng nhái khiến những mặt hàng chính hãng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng lâm vào tình trạng ế ẩm và suy giảm doanh thu. Thưa quý vị, chương trình Hàng Thật Thương hiệu Chính hãng năm 2015 do Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam và Viện Sở hữu Trí tuệ Quốc tế cùng nhiều cơ quan tổ chức nhằm giúp cho người tiêu dùng nhận biết hàng chính hãng của doanh nghiệp thông qua dấu hiệu Trust Brand 2015 Hàng Thật Thương hiệu Chính hãng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố những doanh nghiệp được cấp dấu hiệu Hàng Thật Thương hiệu Chính hãng năm 2015. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Hà Ngọc Anh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, và xin được trân trọng kính mời Thạc sĩ Lê Ngọc Trung, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Bộ Công Thương lên sân khấu để chuẩn bị trao tặng cúp lưu niệm cho các doanh nghiệp. Và xin được trân trọng kính mời đại diện của các doanh nghiệp sau đây sẽ lên sân khấu nhận bằng chứng nhận và dấu hiệu Trust Brand 2015. Xin được kính mời Công ty Cổ phần Quốc tế CNC Việt Nam, là doanh nghiệp phân phối sản phẩm máy vật lý trị liệu đa năng MPT-812 do Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Bộ Quốc phòng trực tiếp nghiên cứu sản xuất với phương pháp điều trị mới bằng vật lý trị liệu với các bệnh cấp và mãn tính thường gặp. MPT-812 là sản phẩm đầu tiên sản xuất tại Việt Nam được phép lưu hành dưới dạng trang thiết bị y tế đa năng. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Anh Thúy, là nhà phân phối nhập khẩu độc quyền các nhãn hàng dược mỹ phẩm Peony White, Clarity và là đơn vị phân phối các dòng dược mỹ phẩm Australia cho các hệ thống nhà phân phối, đại lý spa thẩm mỹ viện trên toàn quốc. Xin mời đại diện công ty cổ phần tập đoàn điện lạnh điện máy Việt Úc,
chuyên cung cấp sản phẩm điện máy uy tín chất lượng và đặc biệt là các dòng sản phẩm mang thương hiệu Kangaroo với chất lượng sản phẩm theo quy trình sản xuất công nghệ tiên tiến, sang trọng, gọn nhẹ, tiết kiệm và thân thiện nhất hiện nay. Tiếp theo chúng tôi xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Chí Bảo Fragrances, tọa lạc tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Chí Bảo Fragrances là nhà phân phối sản phẩm Paris Perfume chất lượng với chất lượng hương thơm ngoại hạng. Ưu điểm kinh tế khác biệt của Paris Perfume chính là giá cả rất cạnh tranh. Xin mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tiên Cát Mỹ có trụ sở tại Cần Thơ. Tiên Cát Mỹ tự hào là đối tác chuyên nghiệp chuyên cung cấp các dòng sản phẩm Beauty Prudent của Hoa Kỳ, luôn cố gắng hỗ trợ tận tình nhằm mang đến các sản phẩm tốt nhất cho các cơ sở chăm sóc da. Khách hàng hài lòng, chúng tôi thành công chính là phương châm trong suốt quá trình hoạt động của Tiên Cát Mỹ. Xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Phương Hà, tọa lạc tại thành phố Hồ Chí Minh, là nhà phân phối chính thức các dòng mỹ phẩm Sakura được nhập khẩu 100% từ Nhật Bản với phương châm lấy niềm tin của khách hàng làm lãi, coi sức khỏe của khách hàng là vàng. Công ty Phương Hà đã tạo được sự uy tín đối với phái đẹp trên toàn quốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm quốc tế IC chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm uy tín chất lượng với thương hiệu mỹ phẩm Tibolo. Công ty không ngừng cập nhật các xu hướng làm đẹp và công nghệ hiện đại và luôn cho ra đời các sản phẩm mỹ phẩm tốt nhất và hiệu quả nhất để làm hài lòng nhu cầu của phái đẹp tại Việt Nam. Tiếp theo chúng tôi xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn